quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Bản tin của Báo Nói có những thông tin chính sau đây. Điều tra nghi án bỏ thuốc chuột vào nồi bún riêu. Cô gái bị người yêu chém đứt lìa cánh tay giữa đường ở Đà Nẵng. Thoát y, tắm bia và kim luôn bán dâm cho khách ở thành phố Hồ Chí Minh. Người đàn ông mất mạng chỉ vì cắt amidan. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 25 tháng 12, cơ quan điều tra công an quận 9, thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công an phường Tân Phú ghi lời khai của những người liên quan nhằm xác định làm rõ nghi án bỏ thuốc chuột vào nồi bún riêu xảy ra trước số nhà 73D, đường Nam Cao, phường Tân Phú, quận 9 vào rạng sáng cùng ngày. Theo cơ quan điều tra, khoảng 5 giờ 30 phút, công an phường Tân Phú nhận được trình báo của bà Trần Thị Bạch Tuyết, 37 tuổi, bán bún bò bún riêu trước nhà 73D, đường Nam Cao, về việc nghi ngờ bà HTND, 52 tuổi, là cô của bà Tuyết, bỏ thuốc chuột vào nồi nước lèo. Công an phường Tân Phú có mặt tại hiện trường, niêm phong các vật chứng, lấy mẫu giám định. Đặc biệt, qua trích xuất camera, thời điểm xảy ra vụ việc, ghi nhận bà Tuyết không có mặt trong coi nồi nước lèo, thì bà D xuất hiện nhanh tay mở nắp vung, thả một vật vào nồi nước lèo. Sau đó, bà này đi vào nhà, lấy xe đạp phóng đi. Tại cơ quan điều tra, bước đầu bà D đã thừa nhận hành vi bỏ thuốc chuột vào nồi nước lèo của bà Tuyết. Nguyên nhân là do tranh chấp đất đai. Theo bà Tuyết, khoảng một năm nay, bà nấu bún riêu bán trước số nhà 73D. Do bà D cũng bán bún riêu gần đó nên giữa hai người có sự cạnh tranh và to tiếng. Theo lời của bà Tuyết kể lại, sáng sớm khi đặt nồi nước lèo lên nấu, tôi tranh thủ chạy đi lấy đồ. Lúc về, nhìn màu nước lèo khác thường, tôi nghi ngờ và hỏi thì bà D chối. Rất may, tôi quyết định bỏ nồi nước lèo này và trình báo với công an chứ không thì tai họa. Ít nhất khoảng 70 người thường xuyên ăn sáng chỗ tôi đã bị nạn cả rồi. Hiện cơ quan điều tra vẫn đang xác minh làm rõ. Chuyển sang thông tin tiếp theo, cô gái bị người yêu chém đứt lìa cánh tay giữa đường ở Đà Nẵng. Tối ngày 25 tháng 12, công an quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ thanh niên chém người dã man giữa phố rồi tự tử. Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 25 tháng 12, tại đường Tố Hữu, quận Cẩm Lệ, một thanh niên chưa xác định rõ danh tính đã dùng dao chém nhiều nhát vào một cô gái. Sau khi thấy cô gái ngã gục, thanh niên này cũng dùng dao tự tử. Cả hai sau đó được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện. Trao đổi với phóng viên, bác sĩ của khoa cấp cứu Bệnh viện Tâm trí Đà Nẵng cho biết, nạn nhân sau khi bị chém đã được bạn bè đưa đến cấp cứu tại bệnh viện. Theo hồ sơ tại Bệnh viện Tâm trí, nạn nhân tên BLNH, sinh năm 1996, nhập viện lúc 18 giờ 30 phút. Bệnh nhân H nhập viện trong tình trạng huyết áp bị giảm đáng kể, mất nhiều máu và có 7 vết thương. Trong đó có đến 5 vết thương gây nguy hiểm đến tính mạng và tay trái bị chém đứt lìa. Sau khi hồi phục cho nạn nhân, Bệnh viện Tâm trí đã chuyển H đến Bệnh viện Đà Nẵng để cấp cứu do tình trạng quá nặng. Đại diện công an quận Cẩm Lệ nói, nam thanh niên sau khi gây án cũng đã dùng dao tự tử và được đưa đi cấp cứu. Theo điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định nguyên nhân vụ việc là do ghen tuông, nam thanh niên đã dùng dao chém người tình rồi tự tử. Trước đó, vào ngày 20 tháng 12, một thanh niên cũng đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người tình rồi tự sát tại đường Tôn Đức Thắng, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Rất may, cả hai đã được đưa đi cấp cứu kịp thời, đến nay đã qua cơn nguy kịch. Thông tin tiếp theo mà kênh Báo Nói cập nhật được đó là nhà hàng TM tổ chức cho tiếp viên thoát y tắm bia phục vụ khách. Nếu khách có nhu cầu, nhân viên của nhà hàng kiêm luôn việc bán dâm. Để nhân viên múa thoát y, chủ nhà hàng đã bị phạt 9 tháng tù. Khoảng 0 giờ ngày 24 tháng 12, đoàn 2, đoàn kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội thành phố phối hợp với đội 5, phòng cảnh sát hình sự BC45, công an thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ kiểm tra nhà hàng TM ở đường số 7, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Phát hiện trong phòng VIP, 5 nữ nhân viên, trong đó có 2 phụ nữ đang thoát y, múa lửa phục vụ khách ăn nhậu. Phát hiện đoàn kiểm tra, các phụ nữ vội vàng lấy trang phục mặc vào và tìm đường thoát thân nhưng bất thành. Bên dưới sàn nhà, vỏ bia nằm la liệt.
Các vũ nữ và nhân viên tại đây khai nhận được nhận vào làm với mức lương 2,5 triệu đồng một tháng. Mỗi lần thoát y, múa lửa và tắm bia, các nhân viên và vũ nữ ở đây được khách bo từ 200.000 đồng trở lên. Ngoài việc thoát y, tắm bia, các nhân viên còn kiêm luôn việc đi khách nếu khách có nhu cầu. Từ lời khai của các nhân viên, đoàn kiểm tra đã tiến hành khám xét khách sạn HH trên đường 28, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân. Tại hai phòng 105 và 109, đoàn kiểm tra phát hiện hai cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Hai nữ bán dâm khai nhận là nhân viên của nhà hàng TM. Mỗi lần bán dâm là 1 triệu đồng một lượt. Nhân viên phải nộp lại cho quản lý nhà hàng TM Phạm Thị Minh Phương là 200.000 đồng. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản xử lý hành vi kinh doanh có tính chất khiêu dâm của nhà hàng TM, tạm giữ 6 đối tượng giao cho công an phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân xử lý. Chuyển sang thông tin tiếp theo, người đàn ông mất mạng chỉ vì cắt amidan. Sáng ngày 25 tháng 12, anh Hoàng Văn Trấn, 34 tuổi, quê ở Phú Xuyên, Hà Nội, bị sốc phản vệ sau khi được gây mê trong ca mổ cắt amidan tại Bệnh viện Đa khoa Trí Đức. Sau đó, bệnh nhân này được chuyển sang cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai và tử vong tại đây. Chiều cùng ngày, thi thể của anh Trấn được chuyển vào nhà vĩnh biệt tại Bệnh viện Bạch Mai. Khoảng 18 giờ cùng ngày, cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm tử thi. Người thân của anh Trấn ngồi đợi ngoài sảnh nhà vĩnh biệt. Ai cũng bàng hoàng trước cái chết bất ngờ, khó hiểu của anh. Ngồi cùng với cô con gái lớn bên hông nhà vĩnh biệt đợi nhận thi thể chồng về lo tang lễ, chị Vũ Hà Phương nhiều lần ngất lịm. Người phụ nữ vừa sinh đứa con thứ tư hơn một tháng chia sẻ, chị không thể ngờ chồng mình lại mất chỉ vì đi cắt amidan. Chị Phương kể, chồng chị vốn rất khỏe mạnh, anh nặng 75kg, ít khi đau ốm và không mắc bệnh hiểm nghèo gì. Gần đây, anh Trấn ho nhiều nên sáng ngày 24 tháng 12, hai vợ chồng chị đến Bệnh viện Đa khoa Trí Đức khám bệnh. Sau khi khám và làm các xét nghiệm, bác sĩ kết luận anh Trấn bị viêm amidan và làm thủ tục cắt. Chiều ngày 24 tháng 12, anh Trấn cẩn thận quay lại bệnh viện hỏi về các xét nghiệm. Khi về, anh thở phào nhẹ nhõm khi các xét nghiệm đều tốt, không có bệnh gì nghiêm trọng. 7 giờ 30 phút sáng ngày 25 tháng 12, anh Trấn chở vợ đến bệnh viện làm thủ tục cắt amidan. Gần 9 giờ, anh được truyền và tiêm thuốc kháng sinh, sau đó đưa vào phòng mổ ở tầng 8. Người phụ nữ cho biết, trong lúc đợi chồng, chị ra ngoài mua nước uống. Khi quay lại, chị thấy một bệnh nhân đang được khiêng bằng cáng ra xe cứu thương ở cổng viện. Tuy nhiên, chị Phương không nghĩ người trên cáng là chồng mình, nên tiếp tục lên phòng mổ chờ chồng. Lên đến nơi, chị Phương thấy các bác sĩ nhấn nhác, bất an và thông báo chồng chị bị sốc thuốc nên đã được chuyển sang Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu. Ngay lập tức, chị cùng với người nhà sang khoa cấp cứu Bệnh viện Bạch Mai tìm chồng. Tại đây, chị thấy các bác sĩ đang hồi sức cấp cứu cho anh Trấn. Chị Phương bày tỏ gia đình sẽ nhờ cơ quan chức năng vào cuộc điều tra để làm sáng tỏ nguyên nhân tử vong của chồng. Được biết, anh Trấn là người tử tế, chăm lo cho vợ con rất tốt, sống không mất lòng ai nên sự ra đi của anh là mất mát quá lớn với chị, bốn đứa con và gia đình. Sự mất mát đột ngột này khiến gia đình vô cùng đau đớn. Con gái lớn của anh Trấn đau buồn ngồi im lặng. Chị Hoàng Thị Phấn là chị gái của anh Trấn, khóc nức nở, ngồi bệt trong sảnh chờ nhà vĩnh biệt. Khung cảnh tang thương này khiến nhiều người chứng kiến không khỏi đau xót. Người duy nhất trong gia đình giữ được bình tĩnh là ông Hoàng Văn Chiến, 66 tuổi, là cha của anh Trấn. Ông Chiến cho hay, ông bất ngờ nhận tin con trai mất lúc 10 giờ sáng ngày 25 tháng 12. Ông và người nhà lập tức từ Phú Xuyên lên Bệnh viện Bạch Mai nhận thi thể con. Ông Chiến thông tin, đại diện của Bệnh viện Trí Đức đã đến gặp và nói chuyện với gia đình, đồng thời đưa một số tiền để mai táng cho anh Trấn. Tuy nhiên, gia đình ông Chiến kiên quyết không nhận. Ông Chiến cho hay, con tôi mất thì cũng mất rồi, chúng tôi thiếu thốn nhưng vẫn đủ để lo mai táng cho con. Chờ khám nghiệm tử thi, có kết luận chúng tôi sẽ đưa con về mai táng ở quê nhà. Còn chuyện tiền nong, đền bù, trách nhiệm của bệnh viện như thế nào, gia đình tôi nhờ pháp luật giải quyết. Theo đó, thì ngày 25 tháng 12, ông Nguyễn Việt Cường, Chánh Thanh tra Sở Y tế Hà Nội xác nhận
hai bệnh nhân đã tử vong tại Bệnh viện Trí Đức, Hà Nội sau khi gây mê vào sáng cùng ngày. Bệnh nhân nam là Hoàng Văn Trấn, 34 tuổi, ở xã Hồng Thái, Phú Xuyên, Hà Nội. Bệnh nhân nữ là Quách Thị Mai B, 38 tuổi, ở Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội. Cả hai đều có biểu hiện sốc phản vệ tại Bệnh viện Trí Đức, sau đó được chuyển sang cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội và tử vong tại đây. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của Báo Nói ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Để cập nhật được những thông tin mới nhất, quý vị và các bạn có thể ấn subscribe và like kênh Báo Nói. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.